Nó đang dạ. Hôm nay nhóm thứ 6 của bạn Hoàng sẽ học một phong cách rất là dễ thương. Đó là một cái bệnh án viêm tinh hoàn ở một bệnh nhân trẻ, nam trẻ 40 tuổi làm việc tại sở. Chúng ta sẽ chia lớp thành hai nhóm. Không phải chia mà bạn tình nguyện tham gia hai nhóm. Một nhóm là pro để chứng minh, để tìm tất cả những câu hỏi, khai thác bệnh sử, khám lâm sàng, cận lâm sàng để chứng minh rằng bệnh nhân này bị viêm tinh hoàn mà tinh hoàn do bệnh lây qua đường tình dục. Ngược lại, cái nhóm bên đây thì họ sẽ nằm ở bên nhóm công rồi, tức là họ tìm tất cả những bằng chứng để chứng minh rằng, để bác rằng bệnh nhân này không thể viêm mạng tinh hoàn do bệnh lây qua đường tình dục được. Như vậy hôm nay các bạn sẽ thấy đây là một phương cách học rất là tích cực, chưa chắc là hay nếu như các bạn không vận dụng tốt cái tích cực đó, cái đọc tài liệu và cái bám sát bệnh nhân. Và cái quan trọng nữa là các cái cận lâm sàng ở các bệnh viện phải đủ mức độ sensitivity và specificity, tức là độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Như vậy bây giờ tới đây chúng ta sẽ thấy nhóm của bạn bên pro người ta chứng minh bằng ba điều để chứng minh rằng bệnh nhân này bị bệnh lây qua đường tình dục. Cái thứ nhất quan trọng nhất đó là bệnh nhân này, mặc dù bệnh nhân này không hề khai là đã từng có quan hệ tình dục không an toàn, bệnh nhân này không có khai. Như vậy bên pro phải giúp các bạn làm án này quay ngược trở lại hỏi bệnh nhân thêm, vì thời gian hồi sáng thì dặn bác sĩ phải vô đây trước và 8 giờ thì không biết trong nửa tiếng đó các bạn có làm được động tác gì chưa. Chúng ta còn thử bao các bạn chạy lên giường bệnh nhân hỏi tiếp, dạ để làm sao bệnh nhân nó khai thì có quan hệ tình dục không an toàn hay không. Dạ, ở đây ta thấy bệnh nhân làm nghề tài xế có hai nghề rất là nguy hiểm bên địa phương. Một đó là tài xế xe tải đường dài, hai đó là các cái nghề hairstyle. Do đó các cái bác sĩ tiết niệu luôn luôn đặt một cái gọi là cảnh giác cao trước những bệnh nhân có rối loạn đi tiểu, có lúc mà làm hai cái nghề đó thì các bác sĩ tiết niệu cảnh giác rất là cao. Được chưa? Như vậy các bạn thấy bệnh nhân này đúng là bệnh nhóm rò, người ta chứng minh là bệnh nhân này làm nghề tài xế là có mối quan hệ phức tạp, tức là bệnh nhân này có mối quan hệ phức tạp như thế nào một lát bên rò sẽ giải thích thêm cho chúng ta. Rồi cho nên bên đó nghĩ bệnh nhân này bị lậu. Rồi chúng ta không nghĩ sắn tinh hoàn thì các bạn biết thường là những người rất là trẻ, nam khoảng 16, 17, thường là 18 trở lại, chứ ít có khi nào sau tuổi 20, có nhưng mà rất ít, được chưa? Và 80% sắn tinh hoàn là nó sắn xong nó tự tháo, rồi nó sắn rồi nó tự tháo. Và các chục là như vậy, bệnh nhân vào viện vì cái tinh hoàn nó đẹp bất thường. Các bạn hiểu được chưa? Chứ không phải sắn tinh hoàn nào cũng điển hình là sắn luôn, quay 2-3 vòng rồi thúi luôn, không phải. 80% nó sẽ tự thoang sắn và tự tháo. Nhưng mà các bạn chỉ gặp ở 15, 16, 17, 18 luôn. Bệnh nhân này tới 400 rồi. Cho nên cái chỗ này chúng ta không sợ thì ra luôn, tức là bên rồ. Bên rồ hoặc có các bằng chứng vững chắc hơn. Bệnh nhân này 40 tuổi rồi cho nên không còn thể sáng. Bởi vì là có thể kiến thức của bên rồ chưa đủ thì thầy cũng có thêm, được chưa? Rồi tiếp tục nữa là gì? Đây là các bạn làm biện pháp brand. 40 tuổi rồi không có brand được chưa? Dạ. Brand nè. P-R-E-N-N. Brand. Được chưa? Rồi bây giờ bên câu rồi các bạn nghe thấy chất lượng màu sắc nước tiểu khám có dấu hiệu giọt xuống mai buổi sáng hay không, rồi soi nước tiểu mũ đặc trưng có lậu không, về mặt thời gian phân biệt mỗi ngày ra thì dạ bệnh nhân là gia đình bao nhiêu năm tuổi, còn sử dụng bao nhiêu cao su trong quan hệ tình dục không, để nó có lậu hay chlamydia thì ít khi nó sẽ gây viêm mạc tinh hoàn hay là áp xe mạc tinh hoàn ở nào đúng rồi, ít chứ không phải là không. Dạ. Tại sao không thể nói là lao mà tinh hoàn như vậy? Bên công rồi họ đưa ra rất là nhiều cái câu hỏi khó cho bên ruột, được chưa? Rồi bây giờ ta sẽ quay đứng lại quay phim lại, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lấy bên bồ sẽ lên bảo vệ, được chưa? Rồi mời bên bồ lên bảo vệ để trả lời những câu của bên công, được chưa? Những câu hỏi này viết cho bên bồ giờ được chưa? Chắc chắn là chưa, được chưa? Mời các bạn cứ lên trả lời.
rồi thầy sẽ phụng dưỡng. Bây giờ chúng ta phải xoay tươi, phải nhuộm ra, xoay tươi, quá chưa? Ta hãy coi cho nước tiểu bạch cầu là bao nhiêu, được chưa? Rồi, bên bồ phải trả lời cho được, bạch cầu cho nước tiểu là bao nhiêu? Và bên bồ phải trả lời cho được, hãy đưa cái hình siêu âm hoặc cái bài các bạn lên trên cái Zalo của lớp. Các cái hình này các bạn không đưa được trên phát sinh ra, không được, chỉ đưa được trên Zalo thôi, được chưa? Rồi, như vậy bên bồ phải đưa thêm và cái bài tập như thế nào trên bảng có không? Không thấy. Rồi. Ở đây ta thấy là tinh hoàn tải sinh to, kích thước 5x5 sờ đau. Yeah. Không có tiền sử bình thường này nhiều dùng, chưa khai thác được thói quen sinh hoạt tình dục. Đến đó là viêm màu tinh hoàn thanh hoàn. Các bạn nhớ bao giờ màu tinh nó đi trước? Bao giờ màu tinh nó không đi trước? Vì con vi trùng nó đi từ trong cái đường tuyến nó đi ra. Rồi nó mới chui qua cái bụng núi. Được chưa? Tất cả các bạn ngồi dưới mở điện thoại di động ra, gõ cho này chữ VV. VV. Được chưa? Gõ liền, tất cả mọi người gõ liền cho này chữ VV Montana. Thì các bạn thấy được là con vi trùng nó sẽ đi từ bệnh nhân phải viêm địa đạo. Viêm địa đạo xong rồi bệnh nhân không viêm về tuyến. Từ tiền đến tiếng đó con vi trùng nó sẽ chui vào cái VV Montana. Nó đi ngược lên trên túi tinh. Sau khi viêm túi tinh xong, nó quy ngược trở lên, nó gây viêm ống dẫn tinh. Sau đó nó sẽ xuống, nó gây viêm màu tinh. Sau 2-3-4 tuần lễ, nó sẽ gây viêm tinh hoàn. Sau đó, tắc nghẽn và gây áp xe tinh hoàn. Đó, con đường đi của nó là như vậy. Vậy các bạn mở ra thấy như viêm tinh chưa? Các bạn tưởng tượng được đường đi mà không có nói chưa? Cái tưởng tượng vậy đó, nó học lại được. Chưa? Rồi, bây giờ ta sẽ ta sẽ phân tích tiếp tục với cái bệnh sử mà bên bồ cung cấp cho mình. Thì mình thấy là bên bồ cố gắng chứng minh rằng bệnh nhân này có danh mơ không tốt đẹp, có những hành động sai trái, có cuộc sống không đồng mạnh, đang có bệnh acidic. Còn bên trong thì không báo nhưng đặt của con họ rất là khó, rất là khó. Như vậy cái học này các bạn thấy giống như hồi sáng này thầy nói nhất trên Facebook, đó là CA là việc theo nguyên tắc cảnh báo, FDI là việc theo nguyên tắc phòng chống. Như vậy bên này là CA và bên này là FDI. Thấy chưa? Đây là một cái học rất là hay của Mỹ. Và cái nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên các bạn thấy tại sao không nói là CA và FDI là cái hùng với nhau, nhưng rõ ràng họ luôn luôn hồ và không. Và thấy được chưa? Và cái cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều lúc nào chúng ta cũng bồ không. Bên tiến tạo cũng có một chữ giống hệt bồ không, đó là mau và tụng. Mau là tâm, tụng là nghe, đỡ, được chưa? Nhưng thường bên mình mà đâu mà đỡ cái là rồi không nhìn mặt nhau luôn, được chưa? Mình muốn là học tập chứ không phải trong nhà đó, phải làm không ở trong phòng đó, nó mới đỡ bao giờ nó phải làm mọi người ở trên cao. Nhưng mà bồ mà không thì không phải như vậy. Nhưng chúng ta được nghĩa mong vẫn nghĩa sống như vậy. Mâu thuẫn là đấu tranh để tiến bộ hơn, để cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải mâu thuẫn là đấu tranh cho đẹp. Đó mâu thuẫn là không nhìn thẳng nhau. Thứ hai là mâu thuẫn có ta đừng như vậy để sống. Được chưa? Như vậy với cái phong cách này chúng ta sẽ nhìn ra. Rồi sáng nay thì còn tiếp tiếp bác sĩ thì sao? Ai đã đọc cái bài đó rồi chúng ta sẽ đọc. Mai đọc thôi. Hay là ai đó có cái liên đó có phi liền hãy về mình Zalo cho những bạn không có không có thể cũng có thể đọc được. Như vậy qua phong cách học này ta bắt đầu vô và công tiếp tục, được chưa? Tới đây ta sẽ hỏi là bạch cầu máu bên là nhiêu, bên bồ đâu các bạn, bạch cầu máu nhiêu? 12.000, không biết đã sản xuất trên mấy ngày rồi, nó 12.000. Trước đó rồi, chức năng là còn 12.000, không còn là 8 đúng nữa. Bây giờ ta hỏi tiếp tục, bạch cầu niệu sao? Bạch cầu niệu sao? Phải có liền, bạch cầu niệu chứ cần 15 phút sau đó rồi. Một lát các bạn phải bổ sung tiếp tục, đúng chưa? Rồi, sao nữa? Ta hỏi có làm CRP không? Nhưng này phải làm CRP mặc dù còn 12.000 nhưng vẫn phải làm.
Dạ. Nhìn bằng lý thuyết người ta nói là khi nào mà cầu máu trên 15.000 thì phải làm CRP. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta đã sờ được một khối đau ở tinh hoàn, bắt buộc chúng ta phải làm CRP. Được chưa? Rồi, ta còn hỏi nhuộm gan. Nhuộm gan cho bệnh nhân này chúng ta phải nhuộm gan hai cái. Một cái là nhuộm gan nước tiểu, một cái là nhuộm gan dịch niệu đạo. Được chưa? Chúng ta còn phải nhuộm gan cái gì nữa? Dịch thì là tim mà. Tức là chúng ta cho tay vào, chúng ta xoa từ giờ tiếng đồng hồ, chúng ta vuốt cái dương vật của em cho nó chảy ra một cái giọt dịch, ta lấy giọt dịch đó ta đi sau tươi nhuộm ra cho tươi, thì ta gọi cái đó là nhuộm ra cho tươi dịch của thị lực tiết. Dạ, các bạn có thể gọi là tinh dịch cũng được, xin mừng cũng được. Dạ, nhưng không phải là cái bơm hay giác của cái chân này. Khi các bạn xoa như vậy thì nó xin mừng là chúng ta xoa, chứ không phải là bệnh nhân giác của cái chân. Dạ, rồi, như vậy ta sẽ nói nhuộm gan cho tươi nước tiểu, nhuộm gan cho tươi dịch tiểu đại, nhuộm gan cho tươi tinh dịch ba món. Chúng ta phải nên chia đi, chúng ta phải tập trung phổi, vì các bạn đang ở đây có làm được không? Được chưa? Và tới đây ta sẽ học một lớp khó. Nếu muốn làm PCR, hồi nãy là CRP nha, bây giờ là tới PCR nha, hai ngày thôi, không có liên quan nhau nha. Rất nhiều sinh viên như sao? Nhầm giữa PCR và CRP. Cái loại ông này, bác này, này cũng giống hết nhau, không có lực lẫn đó, cái gì đâu. Phải à, phải lắm đó. Bây giờ, nếu muốn làm PCR thì các bạn phải nghĩ tới con gì? Chứ các bạn không thể nào làm PCR cũng tiểu được. Mình biết con gì đâu mà làm PCR. Bây giờ, các bạn phải nghĩ tới con gì? Ví dụ như họ nghĩ là bệnh nhân này viêm tinh dịch cơ lam, thì lúc đó họ ghi là lấy tinh dịch làm GPCR, hiểu được chưa? Nếu các bạn nghĩ tới cái gì, họ yêu cầu bị sạc cái đó, và cái người bác sĩ cơ sở tâm trạng phải phục vụ đúng theo yêu cầu của bác sĩ cơ sở, được chưa? Rồi tới đây ta tiếp tục cái gì nữa? Cái nước tiểu cái chế độ làm không? Bây giờ chúng ta tới một cực kỳ khó trong dịch màu tinh soi tươi nhuộm gan làm không? Tức là lấy cái kim chọc thẳng vào màu tinh phía xoan hút ra một miếng dịch đem đi soi tươi nhuộm gan liền làm không? Làm được chưa? Và sau khi nhuộm gan soi tươi nhuộm gan hết, nhuộm gan soi tươi thấy con gì rồi, cặp nách con nó đi hẳn xuống còn xét nghiệm để biết cùng với bác sĩ xét nghiệm nữa để làm những cái bước cao hơn. Ta hỏi, ở các bệnh viện hiện nay có bác sĩ nào tốt cả đó không? Không. Tại sao không có? Đây là nhiệm vụ các bác sĩ nào tốt phải làm gì đó. Nhưng ta hỏi thật đúng rồi, các bạn làm nhau không? Không. Tại sao như vậy? Là những thầy mà không được tốt. Các thằng mà gọi là thầy của nó chưa biết cách làm như vậy, chứ đừng có nói là chưa từng làm như vậy nữa mà đã là thầy của nó thì làm sao? Thì sao họ sẽ đi tới đâu? Điều đó họ thấy được rằng nếu chúng ta đang đi vào càng lúc càng khó, càng lúc càng khó. Giờ nãy giờ Google không cung cấp được cho chúng ta bằng chứng gì cả. Bắt đầu cái sự không chưa có kết quả. Bây giờ là câu hỏi 12.000 chưa đi chưa có. Chúng ta hỏi không thấy nói. Bây giờ PCR không có bất cứ cái gì hết. Vậy hôm nay là lần đầu tiên chúng ta học cái kiểu hồ và cấu mà có bị nắng làm sạch. Bây giờ thì các bạn hiểu được là cách này rất là hay. Tuy nhiên ngày mai chúng ta sẽ làm nữa. Bây giờ sẽ là điều làm như vậy. Và các bạn theo dõi cho tôi những nhóm sau chắc chắn mà sẽ được đẩy lên cao. Và không nhất thiết là gặp nhau những cái 45 phút hay là một buổi sáng ở đây, mà chúng ta sẽ học mọi nơi mọi lúc qua rất nhiều công nghệ. Yeah. Có thể qua livestream, có thể qua chú chiếu làm quay video gửi lên chú chiếu, hoặc các bạn có thể qua Link Meet hoặc Zoom. Hiện nay Zoom đã trở lại và lại hại hơn trước, chúng ta có thể xài Zoom được không? Bây giờ Meet hiện nay cũng rất là tốt, Meet cho phép chúng ta gọi bằng hang luôn, cho nên cũng có là Zoom thì đương nhiên gọi thôi, các bạn gọi bằng Zoom rất là tốt. Để chúng ta biết rằng
chỉ có Messenger là không cho gọi qua ngã bằng sex thôi, còn tất cả các cái khác đều cho gọi bằng sex. Có nghĩa là các bạn không mặc gì hết, các bạn vẫn gọi Zoom được, các bạn vẫn gọi biết được, các bạn vẫn gọi nhưng các bạn gọi Zalo được, có ba cái các bạn sex các bạn vẫn gọi được, nhưng Messenger các bạn không gọi sex. Khi các bạn đang tắm, các bạn tự nhiên nhớ tới các bạn, tạm điện thoại lên gọi cho bạn, không có thể giao bó điện với chị nữa. Messenger nó chạy một nghìn thứ khác. Nhưng Zalo được, Zoom được,